Nó khoảng gần 200 tỷ. Lý do tại sao lại có 8 triệu đô? Đúng, bởi vì đây là một cái giá trị vô hình. Chị tính công ty của chị bây giờ 200 tương đương với khoảng độ 200 tỷ. Tức là chị đang định giá công ty của chị 1.000 tỷ đấy. Người ta làm tôi như một cái mỏ vàng cho họ đào. Này có đang vay nợ ở đâu nữa không? Có, tôi có nợ ngân hàng. Chị nợ bao nhiêu tỷ ạ? Tôi nợ 17 tỷ. Thế tại sao lại lên tới 1.000 tỷ được? Tôi là một con cáo và gớm nhất tại cái trường đó. Tôi sẵn sàng cầm giấy lên tôi cãi nhau với hiệu trưởng, tôi đòi tôi làm bài lại. Hàng tấn là bao nhiêu tiền? Chị không nói, tức là có gì điều gì đó mờ ám. Hoặc là mờ ám với các khác, hoặc là mờ ám với khách hàng. Nếu mà giá trị thương hiệu cứ để càng lâu càng tăng giá thì khuyên chị nên để 10 năm nữa rồi bán thì nó kiếm vài chục ngàn tỷ. 200 tỷ hay 2.000 tỷ cũng không phải là lớn. Đón xem chương trình vào lúc 20:30 thứ tư hàng tuần trên VTV3. Có thất bại. Thì thất bại lớn nhất và sau này mình đúc kết là có hai lý do chính. Một là mình nhìn sai người. Hai là cái tham minh của thị trường, có nghĩa thời điểm của thị trường. Thì cái lý do mà nhìn sai người chắc chắn có, và đấy là dẫn đến việc thất bại. Ví dụ như mình nhìn một người rất trẻ đam mê, họ rất trẻ giỏi.